Tôi đi là nghệ nhân Bùi Xuân Năm, là đỉnh được đơn vị xã Nhân Nghĩa, là tôi nghe là trừ vỏ đối diện của ủy ban xã Nhân Nghĩa. Hôm nay thì đi chạy hồi là đình khinh thì tôi xin có mấy lời hát thiêng mương để mà chúc cho cái quê hương này, Văn Sơn nói riêng và huyện Lạc Sơn nói chung là tiêu có cái sức khỏe, gia đình nói an lành hạnh phúc, và sang năm mới thì mua mang tốt tươi, ra nhà hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Tôi nghệ nhân Bùi Thị Lì là xã Thượng Cốp. Tôi quên tới du chuồn cho cái đinh khênh, nhưng mà cái bỏng hình của tôi là nhân dáng nó có hơi xấu, mà tân các anh tuy rằng hát ở hay mà tôi hay hát từ ngõ lôi tới nó là bụi đó. Xin chân thành các anh cho xin một trang vào tay vỗ tay ạ. Hôm nay chơi hồi chờ để anh khen cho anh chưa bán un mình nhà mê nhà cả mái nhau ra giàu un ơi un ơi chưa mượn nó chát lên mây á thiêng à chưa lát lo cho bụi là un cặp mà em nhà un đi mang vui lắm vui nôn hôm nay đi dùng nhà đến gặp em nhà giỏi em nhà ơi gặp nhà em nhà ra dùng ngày xuân cho em với un lo cho hay giờ hình nhà ơi đinh khê nhà đã có lũ rơi giờ nên anh muốn đi nhà anh thôi cắm ra lại ôi gặp anh nhà giữa buổi nhà đến hôm nay hát ra dùng đổi mình nhà là quyền giờ hình nhà ơi anh nhi hỏi thần hỏi thao mà un đã đi nhà nơi ní ngay nó chưa là un nơi anh nhà hỏi un bộ quê là dùng buồn đời quê là khẩu cho đôi mình em nhà ơi mong chi mong đi ổn ơi anh đã cầm thôi biết là sâu là ổn ơi cầm là em nhớ giữa buổi nhà na dùng đổi mình nhà là quyền giờ hình nhà ơi đầu xuân năm mười hùn ơi cho anh hỏi thật là cho vài lời trắng vui an trăng hùn ơi hỏi chi cứ hỏi cầu nó chẳng mặt anh thôi bố em cũng hay anh nhà ơi mặt hát lời chờ bao lá bọn cả lá hôn cho anh hoài un à chờ có chôn răng chưa là un ơi un anh nhà hoài un bố cho đất nhớ quang mà phiến đôi hà đã giỏi nhà ơi hoài chi ơi nhà hoài
năm mới ủn hơi. Nhĩ đà hỏi thần à, đã rơi mấy câu đây nè nhà ủn hơi. Đầu à xuân à, đi dồn nhà đến à, mang tin nhà hát à, ủn sang đường à, đó này nhà đôi nè nhẹ nhà ơi. Cảm ơn cái tâm lòng đau thấy nâng lì à, giạt dao tình thương ngồn ra. Thầy à em nhà vừa thột nhà vừa sinh nhà đôi mà đồn á thiên á châu mình nhớ ba đa tay dài nhà ơi. Bàn tay ún á đã bàn á rồi, nhưng anh phải nói à, phải lời cho bụi ún yêu. Anh á em nhà ơi, xếp lại có ni à đưa xin na phép nhà đến na ra trời có hạn chẳng hát lương đình khê nhà rong lớn na mình nhà mong hôm nay mời đi nhà lòng mình mang ngựa về uốn nơi ăn na châu thì phải có câu hạt trời hạt na dùng á cỏ đâu á cỏ đuổi giờ em nhà ơi anh mong điều điều ơi đinh kênh sừng sừng à hạ thời hát trời là ổn ơi đinh nhà khen nhớ thôi cho làm đẹp mà nông à được cho anh vui ha un na kết nơi chơi hôm mà này giờ anh nhà ơi anh đã đến nơi ni chúng cho mãi mãi lúng ní vui tươi là un ơi cảm ơn cái tâm lòng chàng thầy đừng lê lội vật lọt vào lòng tìm ra giờ em nhà ơi cuộc vui cháy hồi ổn ơi hôm nay mới có mãi thời xa nhau ra ổn ơi ngày xuân hoa nở nhịp nhàng chim bay em na lượn na ùn với em nhớ là quyền đã giỏi hình nhà ơi văn sơn ơi nhớ đã để nhớ rồi linh thinh thần sừng à mô đời đế thương là ùn ơi văn sơn na thôi cho làm đẹp mà nông hà mờ chi ùn na cày trống văn sơn giỏi nhà ơi văn sơn lắm bạn nhiều phương có nhiều trai đẹp mà uốn tới theo chẳng là uốn ơi có lúa nhậu na chẳng bữa bò có trống ùn na chẳng lạt ló với anh đó này anh nhà ơi mùa xuân hoa nở khắp nơi chúng cho văn sơn à đời đời ấm no là ổn còn răng chi nữa anh nhà ơi ổn mơ điều đi bờ khi gặp anh nhớ giờ anh nhà ơi cuộc vui cũng có lúc tan
cho anh xin à phèm đợi anh vui chơi yêu chỗ nà khác cùng thưa thi nhà ra chi bằng lòng hà cho anh với hà un à là vui à ngày xuân này nhẹ nhà ơi là đi dù ngẫu ơi đỡ hà thuồng hà ri à hà tới vui chơi ăn trăng à un chân à chiều un à bước gần gần à chân tâm un à bước rần ra đi trời ra giỏi nhà ơi ôi cho đông vui lầm mà un hơi thương ở hà dù ngà cái ngày hôm nay gió un ngày à hồi thôi cho làm đẹp mà nông anh hơi hát na dùng nga cho món na ngày hải này đã cho anh nhà ơi đầu xuân năm mới buồn ơi anh đi về là dùng nga ngày hồi đính khinh là yêu hơi anh nhà ơi đã dùng lá lo phòng khi đi à khơm mà quên là cháu à cô ngại nhà ơi mong chi à điều rỉ ổn ơi mong cơ hù mà là mong nhà hùng duyên gió ổn ơi ổn à mơ ổn à biển à rên nhà thăm cùng ăn một na la vừa là giờ anh nhà ơi mong chi cho anh biển rê nhà vàng đâu đi chờ về hàng mà thăm là ôn ôn na mơ ôn na biển na đến nhà ruồi đờ rôm lại mà ôn cưới nhà ơi chúng cho cái hồi nhà đi nhà luôn luôn phản chiên à đỡ mình vui chơi gió nhà đi nhà thôi cho làm đẹp mà nông cầu mưa cầu răng rồi mình nhà vui tươi ra nhà đến là chốn linh nhà thiêng cho muôi con khùng an vui là khâu ni cảm ơn chi nhà phụ chính nhà quyền cùng an thương xóm chỉ đoán tha nhà niền giỏi nhà ơi đinh khê nhà sừng sừng lùng ni đinh khê là chỗ nà đi về thắp hương là nó là đặt nhát lời cầu mặt cầu lục đổi mình nhà vui tươi ra giỏi nhà chúng cho xuân mời đình nhà khê nhà mỗi nhà êm ấm mà mỗi nhà vui tươi là yêu cảm ơn cái tâm đến nhà chào anh ơi hạt na rồng dần dao đi nhà khê giỏi nhà hãy nâng cái bỏ hưởng đây dâng lấy như Phật tổ cho mình gặp nhau là yêu gặp em
mãi mãi chị à chị à, cho đời đời ấm no là ổn. Còn mà răng chi nữa em ơi, đội mình hát ra rung à thôi à, cái đã duyên giờ em nhà ơi. Thế là chúng thiệt chúng ngã rồi đó, tôi xin phè mà tôi về mương xa chẳng ổn. Mặt nát lời ra xe quên lá chiều, hôm nay đi dùng ngàn tính nhà ổn thường không giỏi nhà ơi. Cho em nhà gửi lại mấy lời cho anh nhà ra hiểu na. Cảm ơn cái tâm lòng chàng thầy un đừng lê lời chào thân thường nơi nhẹ nhà ơi. Chúng cho vẫn giờ na cho nơi anh à luôn luôn à đôi à mới cảm đã đi lên đầu nơi em nhà quê la ra hay em nhà ơi anh ăn lại chín na chờ quê nhà lại trên nhà con hay ngày hồi đình nhà khê nhà hôm nay lon nà về nà vững bên lắm năm là ổn ơi. Mày khi cho là gặp kê nhà cho anh với ổn lên chớ gặp anh nhớ nhớ anh nhà ơi. Hôm nay trai hồi đình nhà khê nhà cho anh mất là ổn hà thôi gặp nhau là ổn. Gặp là anh lên nhà buổi đường ta anh ơi hát na dùng là quá cho hay ra giờ anh nhà ơi. Thầy ổn ơi, những anh thầy ổn à, anh thôi mang ngựa là yêu ơi. Gặp anh nhà này hả thương hả, nhưng mà đuổi hả vớt lên nhà nó ghiền chẳng để nhẹ nhà ơi. Chẳng đi chuyện rỉ ổn à, hôm nay cứ dùng cứ chơi là lung đi. Em nhà ơi ra dùng lát lo đôi mình hát ra dùng nhà đinh nhà cho hay con nền về nhà ơi. Đinh thế nhà đã có lộ rồi, hôm nay cho mất hồn à, cả thôi quen nhau là em nhà ơi ra dùng lá lo chẳng đâu chuyện na đi mà xó lo ngả hồn mà không hay ơi. Mùa xuân năm mới à hồn ơi à nào rồi à thôi cứ vui là yêu.
đôi mình gắm nhau là hôn gặp em nhau nó hỏi thăm má liếm anh đi một chợ chùa hay là có đôi em nhà ơi em nhà đi cho có vợ cho con ba nhưng ba anh đi dùng anh mà ra chơi ra vậy hôm nay thưa thi ở nhà ra chị bằng ở lòng cho anh ơi hắn mà trời hắn mà dùng rùa xuân mòn kia gãy lại hà gần nhau hên vai chẳng vội à hồi à để anh thôi cắm ra là yêu ơi còn là răng chi nữa em nhớ ơi mở cờ cùng a khu đổi mến nhà thanh nhà đổi ra giờ em nhớ ơi mở chia mở thì mở nó cho mở cờ là mở nhà hung duyên ồn ào còn mà răng chi nữa em nhớ ơi hôm nay đi ha dùng thôi ra trời ra giờ mọi người thanh cũng là yêu ơi là mơ chi mà em lạc đàn hà chọt lù lạc ngã lôi ùn ngôi với anh ấy ở nhà ơi dù xuân là má bạn làm má phương đến đi mà rồi à thôi mang ngựa chẳng là gió ơi dù xuân mà đẹp nồng hát lương anh nhơi hát na rồng cả phương đều vô tay ra giỏi hình nhà ơi mùa xuân hoa nở ơi cho anh trời dù cái ngày hôm nay là thưa thi nhà ra chị bằng lòng hà cầu nó hạt na dùng ùn chiếu để nhà nơi ra giỏi hình nhà ơi hôm nay đất na rồng hát lời vay có anh cò hậu nà hà đều biết là trời gió bán cây ni ba na hùn na em nhá ơi xin em bớt ra chút na bàn tay ba na cùng giỏi em nhá ơi em là
mò mò xa mưa ngày anh về là trời à hồi à cắm phương un già là un phương ngã bán mơ xo lắm xo nông ngại nhơi bắt tay à chờ cưới à chờ chỉ con hãy nhà ơi mùa xuân à hoa nở đời đời cho tôi nghĩ nhà nhận à cái lời hôm nay là bạn ơi ngày à xuân à hoa nở nhịp má nhang hà cho em bởi hà un na cặp bàn nắng à của em nên nhẹ nhà ơi hỏi thăm các bạn quê là mê nhà các bạn đã đi dù ngà đỉnh khê nhôm nó là hay chưa bạn à un đã đi dù ngà đỉnh nhà khê nhà hôm nay chủ nhật này phải là thứ bảy đã giỏi nhà ơi hôm nay thứ bảy chủ nơi hôm nay chú bốn bốn na thôi kết thúc đi ăn chẳng uống thưa thi chủ nhật này nhà ơi un xin kính nhà chúc bạn mình nhớ và là tay con hãy nhà ơi cho ngày hội đình nhà kê nhà thánh công tôn là đẹp mà đôi bên gặp nhau giờ buồn ơi gặp mà em nhớ hết lời nhà buổi đình nhà kê nhà trần mặt gặp mà dịp mà bạn un mình nhà là vui con hãy nhà ơi chôn nà ni kê đà bàn nà kết nà phương à bàn hồi hạt ra dùng à bài lối à là quyền nà con hãy bàn nà ơi chẳng lo hát dùng 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 mà hờ mà cho bác kia hỏi à trốn à đường hoa mai nông giàu na cho kẹp hồ mà này ngay lễ đình nhớ kề nhớ đường mới gặp cái chàng hồ mà này ra đình nhớ hồ mà này cháy hồi đi nhà cứ nhà đợi nhà có gì mà đợi mẹ nhà gặp nhau dòng để là em nhà un gặp cả như mùa nàng thường gặp đá thua thơ ra giỏi nhà ơi em nhỏ vậy un mà un à cho lắm bạn hay hát na như hôm mà này ra giàu bà na un à đi à dùng à đi nhà khê nhà hôm này mới gặp bà ăn trang à là hòn đã giỏi nhà ơi cho nhà un à mấy ngõ đi un à đây nhà dùng à nói ní lần nó chưa là un lần nó đó un đi gió mà đi nhớ kê ngơ hôm nay mới gặp lần nó đó mới gặp anh là để nhẹ nhàng
Mang à vợ à, cho mang má đi theo này nhau. Ngày mai à, em mang vợ mang à ba un ya ta dùng à, ba có nắng à, có ghen trắng à, rồi nhà ơi. Với nhà hiểu thân à, hồi hậu tha un đi du à, xuân à. Đỡ mai anh đi chơi hát u nà lúc ni để là nhớ đó chỉ là nhớ đổi hả hát đó dùng là đó mừng đi nhờ kề nhà ra giỏi nhà ơi chú ơi là mong là trường mương nó hoa hồ mà này à. Cho anh cầm lạt lo mang ngắn ngựa lắm vậy hôm nay là cả sợ na la huyền cùn đi xóm rộng là xóm quê nhà là ngày mà ra nên nghề nhà cách đăng ký kênh Người Em Gần TV 2 trên điện thoại di động của mình các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Mường TV 2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.